Còn nhiều hơn nữa khi chúng ta chính thức đến với bộ phim Chị Em. Và Phương Nguyên tin chắc là ở thời điểm hiện tại thì chị Thanh Hằng cùng với Chi Pu, chúng ta đã rất là sẵn sàng và nôn nóng, mong muốn chia sẻ câu chuyện của mình đến với tất cả quý vị, những người đã dành tình cảm, sự yêu mến và đặc biệt là sự trông chờ vô cùng là háo hức để có thể chờ đón chị Thanh Hằng và chị Chi Pu trong dự án đặc biệt Chị Em. Và bây giờ thì xin được mời chị Thanh Hằng cùng với Chi Pu sẽ nắng lại sân khấu và chúng ta đến với phần tiếp theo. Đây sẽ là giây phút mà chúng tôi có thể chia sẻ trực tiếp, chúng tôi có thể lắng nghe đến từ phía những diễn viên và đặc biệt đó là những người đã thực hiện nên bộ phim Chị Em với những câu chuyện mà quý vị mong muốn được theo dõi. Và bây giờ thì để cùng đến với phần đặc biệt này. Trong năm nay Thanh được tham gia hai dự án lớn như anh nói là về mặt truyền thông và về mặt hình ảnh riêng cho Lãnh Thanh. Thì Thanh cảm thấy rằng đó là một sự may mắn lớn cho mình trong năm 2019 này. Là một sự may mắn thực sự, đến giờ Thanh vẫn còn cảm thấy rất là hạnh phúc về điều đó. Và cảm ơn tất cả mọi người, những người đã tin tưởng và giao phó cho anh, cho Thanh những cái vai diễn khó, cũng như là với cái nội tâm nó đấu đá nhau bên trong như thế này, là Thanh cảm thấy mới khởi đầu sự nghiệp của mình. Đó là một niềm vui, cũng là niềm hạnh phúc rồi ạ. Cảm ơn anh. Còn về câu hỏi thứ hai thì câu hỏi này căng quá. Thật ra thì với dự án trước thì đó là một cái sự thử thách cho Lãnh Thanh thực sự luôn, khi mà mình sẽ phải thực hiện cảnh nóng như mọi người thấy cùng với một bạn diễn là nam. Thì Thanh có chia sẻ trước đó trong với các anh chị báo chí từ trước đó rằng là khi mà mình đã nhập tâm vào cái nhân vật cũng như là cảnh quay đó rồi ấy, thì mình phải thực sự là nghĩ như nhân vật và hành động như nhân vật, cũng như là cái sự ham muốn giống như nhân vật. Và với Giao Huy thì đúng là có một cái cảm giác khá là kỳ lạ. Dưới cái sự nhìn nhận của Lãnh Thanh với cái nhân vật của mình thì nó là một cái cảm giác khá là lạ cũng như là mới. Nhưng mà sau khi xem lại thì thấy nó cũng ra gì đấy. Nó là một cái nhân vật nào đó có thật ở ngoài đời mà có thể không phải là mình. Còn với cảnh đóng với chị Hằng thì các chị em đừng tạo áp lực cho anh ấy nữa. Thật lòng mà nói thì cũng rất là nhiều áp lực. Áp lực ở đây đó là liệu rằng là mình có thể truyền tải được cái thông điệp mà đạo diễn muốn ở trong cảnh này hay không, hay mình chỉ là một diễn viên bước vào set quay và thực hiện một cảnh đóng giống như là trong kịch bản yêu cầu vậy. Và cái tinh thần nó rất là khác. Ở trong bộ phim này thì Thanh đóng cặp với chị Hằng rất là nhiều. Rồi cái cảnh nóng đấy nó trước đó nó khiến cho Thanh không biết là mình phải làm gì bây giờ cả. Không biết, thực sự là không biết phải làm gì cả. Đó là sự bối rối của người đàn ông đó quý vị ạ. Đúng, thực sự là cái sự bối rối của mình trước khi vào set quay như thế. Nhưng mà với cái sự động viên của đạo diễn này, rồi cái gọi là một chút mở lòng, một chút cởi mở của chị Hằng thì thực sự là mọi người biết đấy, chị Hằng phải cho phép mình thì mình mới dám thực hiện những cái điều mình đang suy nghĩ trong đầu, những cái điều mình suy nghĩ về nhân vật lúc đấy được. Nhiều lắm, nó kinh khủng lắm, thực sự nó kinh khủng luôn. Kinh khủng lắm. Thì chị Hằng phải cho phép thì mình mới dám thực hiện những cái cảnh quay cũng như là các động tác táo bạo ở trong phim giống như trên trailer như mọi người vừa thấy. Vâng, cảm ơn anh. Chị Thanh Hằng có gì muốn nói sau khi nghe chia sẻ của Lãnh Thanh không ạ? Hình như là mình đi vòng vòng á. Bây giờ chị hỏi rõ nè, em đã hôn Huy trong Thương Mẹ Con Đi và hôn Thiên Kim trong Chị Em, em thích hôn ai nhất?
Nếu mà trả lời ngắn gọn quá thì chắc là mọi người sẽ không thích, nhưng mà Thanh cũng trả lời luôn, đó là hôn thiên kim thích hơn. Mà Hằng chia sẻ thêm như thế này á, cái khi mà cảnh đối với cảnh nóng á, là Hằng đã đắn đo suy nghĩ, đấu tranh với bản thân mình là khoảng 2 tháng hơn khi mà nhận kịch bản. Trời ơi, làm sao làm ta? Cái gì mà mình nguy hiểm mình cũng làm được, nhưng mà đối với Hằng cảnh xét là đối rằng là cảnh nguy hiểm. Thế thì như thế nào không? Mà người ta tin đây là vợ chồng thật. Anh chúng ta người lớn rồi cho nên cũng nói thiệt một chút, là lần đầu tiên chúng ta chạm nhau nó khác với chúng ta chạm nhau thường xuyên. Chính vì thế phải có cái phản ứng hóa học với nhau. Khó lắm quý vị ạ. Và khi mà ra hiện trường, trong cái phòng nó chỉ có 3 người, có Hằng với Lãnh Thanh với lại chị Cathy. Nó nói, Hằng hôn đi, thôi tí mắt hôn được chị. Thôi tí mắt hôn, người lão mắt sờ hôn, ok, diễn có thể tình cảm mà thể tưởng tượng được, nhưng mà cái chạm môi nó khác lắm. Thuyết phục một hồi, xong với lý do như này. Thường tâm lý người phụ nữ Việt Nam, hay là đa phần Cathy thấy á, là khi mà mình sex á, thì là thường làm cho người đàn ông happy nhiều hơn. Nhưng mà tại sao em không là, em là người chủ động, nhưng mà thiên kim là người chủ động, em phải mang tới cái sự happy cho chính mình. Thì mình thấy, ồ, có không vẻ hợp lý. Nhưng mà đối với Hằng Hằng thấy là cái hợp lý này dành cho nhân vật, chứ thiên kim không không có, hai tên Hằng không xuất hiện ở đó. Khi mà cảnh sex này được diễn ra thì rõ ràng đó là Thiên Kim và Huy, chứ không phải là Thanh Hằng và Lãnh Thanh. Cho nên khi mọi người sẽ xem, mọi người sẽ đặt cái câu hỏi rất lớn trong mối quan hệ của Thanh Hằng và Thanh, tại sao nó thật đến như vậy. Cho nên mọi người hãy chờ xem phim vào 20 tháng 12 nhé. Cảm ơn ạ. Nóng quá, nóng quá, bây giờ sân khấu của mình nóng quá rồi. Nhân cái cơ hội mà ngay bây giờ không biết là còn câu hỏi nào. Thật sự ra một bộ phim hồi hộp, gây cứng, câu hỏi cũng gây cứng phết nha. Và bây giờ Lãnh Thanh đã đến với câu hỏi gây cứng đầu tiên rồi đúng không ạ? Bây giờ câu hỏi tiếp theo của quý vị dành cho tất cả những nhân vật đa quy trên sân khấu của chúng ta. Xin được mời cánh tay nào mà cô Nguyên ơi. Dạ, không có nhìn thấy rõ lắm. Dạ, có câu hỏi nào gửi đến cho bộ phim Chị Em? Xin mời quý vị. Về cái chủ đề này là ngay lập tức mình nghĩ nó rất là tuyệt vời. Tại vì trước đây là Cathy rất là thích viết, thích có những cái cốt truyện về phụ nữ mạnh mẽ, phụ nữ cá tính. Và không phải là, dĩ nhiên là phụ nữ mình nó rất là tuyệt vời, rất là hiền, rất là giúp đỡ nhau. Nhưng mà đôi khi Trang coi, đôi khi những cái cốt truyện mà mình hay tò mò nó cũng có những cái chuyện phía sau nữa. Nên Cathy tin rằng khi mà mình trải qua một cái cãi lộn, hoặc là mình trải qua một cái bước đấu đá đó, dạ, thì mình mới thật sự sẽ trở thành thân thiết hơn, hoặc mình không có bao giờ gặp nhau nữa. Nhưng mà ta hy vọng là cái phim này mặc dù nó sẽ tối hơn, nhưng mà trong cái hành trình tối của cái phim này là ta hy vọng là tất cả quý vị khán giả khi xem xong sẽ thấy được một cái ánh sáng sau khi đã trải qua cái tối. Dạ, cái ánh sáng sau khi mà trải qua cái ánh tối. Cái này là một cái điều mà chúng ta trông chờ, tại vì chưa có mường tượng lắm là sau khi bóng tối thì sẽ có ánh sáng như thế nào. Tuy nhiên thì cái phần chia sẻ của chị Cathy Nguyên là lại một lần nữa làm cho mọi người phải tò mò hơn. Chị em cái tên đã hay rồi, mà mất đến 2 năm để có thể mang từ những cái ý tưởng sơ khởi ban đầu đến với một bộ phim thành hiện thực, được sống to life như là chị chia sẻ, quá nhiều tâm huyết. Và quý vị vừa mới được chứng kiến những cái giây phút chị em của những người phụ nữ trên sân khấu này. Còn bây giờ thì những người đàn ông vui sẽ được nhường lại cho tất cả các quý vị khách quý nè, các quý vị báo đài truyền thông có thể đặt câu hỏi cho các anh. Tuy nhiên thì trước khi chúng ta đến với những phần đặt câu hỏi trực tiếp đến từ tất cả quý vị đang có mặt trong ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị theo dõi lại challenge. Xin chào tất cả các khán giả của Today TV. Mình gọi là Today TV hay... Xin chào tất cả các khán giả, ngày hôm nay chị Pu rất vui khi có mặt tại buổi họp báo của phim Chị Em. Và với chị thì có lẽ đây là một vai diễn, chị mong rằng, kỳ vọng rằng nó sẽ là một vai diễn bứt phá của chị trên con đường sự nghiệp diễn xuất. Bởi vai diễn trong phim này là vai Nhi,
em gái trong bộ phim Chị Em là một vai diễn rất là nhiều màu sắc và nó khác hẳn với Chi Pu trước đây, khi mà mọi người thường thấy là một Chi Pu rất là xinh đẹp và lộng lẫy trong các vai diễn trên phim, thì đây sẽ là một cô gái lọ lem, có một cuộc sống rất là khổ và cô ta phải vượt khổ như thế nào để dành lấy hạnh phúc cho cuộc đời mình. Thì mong rằng là mọi người sẽ theo dõi phim điện ảnh Chị Em để có thể biết được rằng là Chi Pu sẽ mưu mô tính toán và lúc hiền, lúc hung dữ như thế nào trong bộ phim này nhé. Vai diễn này thì Chi cũng như bao bạn diễn viên khác thôi là cũng phải đến để casting phim và cũng được ưu ái cho đọc trước kịch bản. Và đối với Chi thì khi mà Chi đọc được bản draft đầu tiên của kịch bản Chị Em thì wow, đây là một bộ phim đối với Chi thì có một kịch bản rất là xuất sắc, rất là kịch tính và nó trở thành một cái động lực rất là lớn để khiến cho Chi bỏ ra nhiều công sức cũng như là giành lấy vai diễn này bằng được, tại vì đây là một vai diễn cũng như một bộ phim đối với Chi cảm thấy rằng rất là xuất sắc. Trong phim này thì Chi có đóng cảnh nóng hay không, và Chi nghĩ những cái cảnh đó có cần cho một cái bộ phim như thế này không? Thực sự trong bộ phim này thì Chi chưa được tiết lộ ngoài những cái gì mà có mọi người thấy ở trong trailer. Trên trailer thì có cảnh nóng mà chưa phải là cảnh nóng của Chi, không phải là cảnh nóng của Chi. Thì mong rằng là có những cái điều bất ngờ và những cái cảnh còn hơn cả cảnh nóng nữa sẽ xuất hiện trong bộ phim Chị Em thì mọi người sẽ theo dõi nhé. Rồi có một câu hỏi ngoài lề chút xíu ha. Tức là có những cái bạn mà chụp những cái ảnh hỏa thân, ảnh nóng ở nơi danh lam thắng cảnh đó, thì Chi nghĩ chuyện đó là như thế nào? Trả lời những câu hỏi ngoài phim. Cảm ơn.